Đời này của mình nghèo te tua mà mình có cái tâm rộng rãi. Ồ, nghèo mà sao có tâm rộng rãi? Cái tâm rộng rãi á, nghèo nhưng mà nó có cái tâm rộng rãi á, hiểu chưa? Ừ, cái tâm rộng rãi từ cái hay mà cho người ta, từ có miếng ăn gì chiên miếng. Cái tâm rộng rãi á, có miếng bánh mà dám bẻ cho người ta miếng, có ổ bánh mì mà cắt cho người ta khúc. Cái tâm rộng rãi đó đó là nó chuyển số mệnh đó. Rồi thấy người ta làm việc thiện việc tốt gì tùy hỷ. Rồi thấy người ta cắt nhà to, nhà người ta kế bên cắt căn biệt thự bự quá trời. Mình nói rằng nhà tôi biệt thự, mà trên biệt thự nhìn xuống có cái nhà lá kế bên nhà tôi. Thấy không, hồi xưa mà đi chơi đồ ở nhà nghèo, ôi xạo xạo. Nó kế nhà, chỉ cần đến căn biệt thự là thấy nhà anh. Nói là, ôi nhà anh giàu quá, biệt thự được dữ quá. Không, kế căn biệt thự. Kế căn biệt thự có cái nhà lá, nhà anh. Mà chỉ cần đến căn biệt thự là biết nhà anh. Nói sang lắm nghe, sang ghê lắm. À, nhưng mà thật sự kế căn biệt thự là căn nhà lá. Nên quý vị biết rằng cuộc đời con người chúng ta nó tổn phước là do gì? Con người chúng ta thường là nghèo mà mình muốn làm cao xa không? Quý vị biết ngày xưa dưới quê ưa có cái bệnh, mà giờ mình đi tu mình đã hiểu ra. Mà nếu mình bây giờ mà biết tu rồi, tự nhiên con người mình nó thông tâm chỗ này liền. Quý vị, ngày xưa mà mỗi lần mà đám cưới hay gì này kia rồi, cái lợi nói cô cho con mượn cọng dây chuyền đeo cái đám cưới. Ở dưới quê ngày xưa là chuyên gia đi mượn vàng hoặc là đi mượn đồ bạn. À, thí dụ như đi đám cưới là mượn đồ hoặc là mượn vàng. Trời, đi ra ngoài thì cũng xạo lắm nghe, đeo dây chuyền đâu. Mà trời là trời, đúng là nghèo mắc cái eo. Mượn vàng người ta mà còn làm mắc. Đúng, quý vị thấy mang họa chưa quý vị? À, mang họa chưa? Nó. Rồi có khi mà đi hỏi cưới vợ cho con trai nghèo nhưng mà kiếm vài cọng dây chuyền mượn ở đâu không biết, đeo vô cọng to to không à, đi nhí nhảnh đi lợn nhà bên kia để hỏi cưới vợ cho con mình. Thì xong rồi cưới xong hết trơn, người ta tưởng đâu gia đình này cũng có bề thế nghe. Thường thì người ta nghĩ rằng gả con thì gả gia đình có bề thế. Người ta không biết đạo, người ta chỉ nghĩ cái bề thế là quan trọng. Thấy mấy cọng dây chuyền đeo nhí nhảnh rồi mượn được chiếc xe hơn hay là mượn cái xe Honda gì chạy tịch đến. À, tưởng đâu gia đình này có bề thế thôi gả con. Nhưng mà khi gả con về rồi là dây chuyền đâu không thấy. Xe cậu cũng có luôn mà toàn là mượn nhà của anh chị em kế bên không à. Quý vị biết cái này mới là cái mà gọi là đổ nát nè. Thà từ ban đầu mình nghèo, mình đến mình rõ ràng mình nghèo đi. Gả thôi. Tôi nghèo nhưng mà nghèo chịu chơi. Được không? Nói thẳng, nói tôi thì tôi nghèo thiệt, nhưng mà tôi nói thiệt á, tôi mà cưới được cháu á, cho con tôi là tôi về tôi coi cháu như là con ruột tôi vậy đó. Tôi nghèo, nhà nghèo, nhưng mà làm thì cùng làm, ăn cùng ăn. Không có nói chuyện mẹ chồng nàng dâu mà tôi đối xử hà khắc với con dâu đâu. Tại vì tôi biết anh chị thương con anh chị thì tôi cũng thương con anh chị như con tôi vậy đó. Tôi nghèo nhưng mà tôi nói thẳng thắn vậy đó. Anh chị gả cứ, không gả thôi. Mình nói vậy một chừng ta cơ gã nghe. À, mình nói thẳng đó đi. Rồi mình nói bây giờ tôi nghèo lắm, tiền đồng tiền này tiền kia là đi không có nhiều đâu. Còn bây giờ tôi nói với anh chị, bây giờ tôi cũng đi mượn nợ cứ vợ cho con tôi được bộ. Nhưng mà bây giờ tôi mượn nợ xong rồi về con dâu đi làm cực để trả nợ chi cho người ta cừ. Thôi bây giờ tôi có anh chị tôi cho đại anh chị. Nhưng mà mai mốt rồi sau này về làm mà có tiền bạc tôi sắm cho con dâu tôi thêm. Cái đó thì tôi nói thật lòng. Còn bây giờ tôi nghèo, tôi không có đi mượn nợ mà cứ vợ cho con tôi tùm lum, rồi làm cho cố lên nở mặt nở mày một chút. Nhưng mà về con dâu với thằng con trai nó cực khổ, nó làm nó trả nợ. Hoặc là tôi cho con dâu tôi đeo tùm lum, nhưng mà về tôi lột hết của nó lại thì cái này xấu mặt xấu mày. Con dâu nó coi thường gia đình dữ lắm. Thôi bây giờ tôi nói thẳng với anh chị là tôi nghèo dữ lắm. Mà tôi thật sự là nghèo, nhưng mà tôi thấy đời tôi có tương lai. Không? Nên họ hỏi ô nghèo và tương lai chỗ nào? Nói, anh chị không biết hả? Người xưa nói gia đình có phúc mặc sức mà ăn. Nghe không? Có phước là có phần. Tôi gia đình tôi mà kiểu này là anh chị tin thì sau này nhất định có phúc. Hiểu chưa? Thật sự mà nói, ít bao giờ có ai mà đi cưới vợ cho con mà cái cách nói chuyện đó lắm.
Nhưng mà cái cách nói chuyện đó, đó nó đạt lắm mấy vị, chứ không có chuyện giỡn đâu trời. Nghèo nhưng mà chơi với người ta là chơi ngang luôn á, chứ không có thua người ta đâu, không có lép đâu. Còn mình đi mượn nợ, đeo mượn vàng, đeo đồ của người ta là lép rồi đó. Mình chơi vậy là lép rồi. Tại vì nó không có giấu được cái nghèo đâu. Nó nghèo là nghèo. Giống như ngày xưa những đức hô á, bây giờ cũng còn hô, mà ngày xưa nó hô dữ hơn bây giờ. Tôi biết ngày xưa nó hô dữ, bây giờ là sao không? Là do nó muốn che cái hô. Nó muốn che cái hô, mỗi lần mà nó cười là sợ đưa bằng nạo ra, phải không? Che lại, mà càng che thì nó càng nạo, nó càng đưa ra, thấy che chưa? Sau này khi tu rồi cái là đưa ra hết trơn. Vậy mà càng ngày càng đỡ hô. Thì thấy bây giờ đỡ hô không? Thấy không? Từ nơi đó thôi, mình đã nghèo là nghèo, xấu là xấu à. Không có che được đâu, mình chỉ có cái phúc thôi. Cái phúc nó che là hết trơn. Khi mình có phúc rồi là người ta thương yêu mình, cái gì nó cũng che là được chứ. Còn người ta mà không thương rồi, cái xấu nhất nhỏ người ta cũng lôi ra nữa. Nó thật á, nên con người mình tu hành nó an vui là ngay cái chỗ hiểu mà sống. Nó hiểu mà sống là tuyệt vời lắm. Quý vị thấy đi về chùa mình phải đơn giản không? Mà những điều những đức nói nó rất là gần gũi nha. À, nên mình có con gái đồ mình gả đi, mình cũng phải nói vài câu cho con mình nó hiểu. Con nhớ cái này là con chọn, con lấy chồng nghe. Đã là chọn thì sau này khổ cỡ nào cũng phải chịu nghe con. Chứ không phải nói cái chuyện mà con lấy rồi con khổ rồi con chạy về nhà, không phải đâu nghe con. Làm gì nó kỳ dữ lắm. Mình dặn con gái mình vài câu cho nó không còn con đường quay lại luôn. Như vậy thì nó có thể làm dâu ngon lành. Còn bây giờ gả rồi vào nói một câu nè: về làm dâu làm, có làm không được về nhà mình ở con. Thôi chịu thua này, không dám cứ. Hiểu không? Mở con đường mà chịu thua. Giống như chùa mình, vì sao mà người ta ở đông mà người ta ít đi quý vị? Đi đâu? Đi đâu giờ? Nên quý vị biết rằng tại sao bây giờ mà gia đình mà ly dị nhiều không quý vị? Biết vì sao? Vì người phụ nữ bây giờ họ biết nhiều quá. Cái này là kinh nghiệm nè. Kinh nghiệm. Vì cái chiếc điện thoại đó mà người phụ nữ bây giờ quan hệ quen biết nhiều người. Ly dị nhiều là do tại cái chiếc điện thoại. Họ quen biết nhiều, họ có kiếm tiền được. Nên phải biết rằng một người vợ ngày xưa mà chung thủy, có chữ có đánh cũng không dám bỏ đi, đó là ngay lý do gì quý vị không? Đi đâu? Đi về bên nhà mình thì cha mẹ đuổi về. Quý vị biết rằng ngày xưa con gái người ta mà trở về bên nhà người ta, khi có chồng mà trở về, cha mẹ phải dẫn qua lại, mà phải còn phải năn nỉ gia đình bên chồng luôn: con của tôi dạy, tôi thiếu dạy, nên con của tôi cái hành động nó như vậy, tôi mong anh chị tha thứ cho nó còn nhỏ, nó chưa hiểu nhiều. Vì thấy chưa, từ cái hành động người làm cha làm mẹ như vậy mà con mà nhìn thấy đứa con này làm sao dám không quý vị? Trời ơi, mình đi về một cái mà cha mẹ mình bây giờ phải đi năn nỉ người ta kìa. Khổ cỡ nào khổ phải chịu mà sống. Nên ngày xưa quý vị con người ta đẻ 90 đứa con mà người ta phải sống chứ người ta không dám đi. Mà khổ te tua chứ đâu phải không khổ. Nhưng mà người ta phải sống. Nên người ta ngày xưa mới có người mẹ hiền. Còn bây giờ là cái phương tiện nó quá đầy đủ. Người đàn bà kiếm tiền được nè. Người đàn bà biết được nhiều thứ nè. Nhìn được hoàn cảnh rộng xung quanh nè. Quen biết nhiều bạn nè. Từ nơi đó có gì chia tay vẫn còn người để mà nương tựa. Bây giờ chia tay nhiều á, là ngay cái lý do này mà ra đó quý vị. Phải, cái xã hội phát triển nó có tác hại chưa? Nhìn thì cái hình thức thì nó tốt, nhưng mà cái tác hại cực kỳ lớn. Quý vị thấy ngày xưa đâu có cái chuyện mà dịch bệnh hay bệnh hoạn nhiều đâu. Nhưng bây giờ rất nhiều loại bệnh xuất hiện trong cái cõi đời này là do ngay chỗ nào? Là do ngay cái chỗ phát triển xã hội á, lòng người mà ra đó quý vị, 100%. Nên ở trong chùa mình quý vị coi cái quy tắc những đức đã nhìn được cái thời xưa mà áp dụng trong chùa mình đó. Vô chùa mình không xài điện thoại, mình thấy số 1 chưa? Họ không biết cái gì, họ không quen ai, họ không được ai điện thoại cho họ. Họ không được ai rủ ren nên họ ở trong chùa. Có những cô trong chùa mình mà 7-8 năm chờ mà chưa từng về nhà. Quý vị đi có chồng có cái chuyện 7-8 năm mà không về nhà không?
Vậy mà mấy cô trong chùa mình 7-8 năm chờ ở trong đó, trong chùa tu lo mấy bà già, ở trong chùa không mà 7-8 năm rồi đó, không được về nhà luôn đó. Vậy mà càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng vui. Thấy chưa? Đó là cái gì? Một là không có điện thoại nên không biết được nguồn tin gì bên ngoài. Hai là không có tiền. Không có tiền đi đâu ha? Không có tiền là đi đâu được đây? Mà muốn đi ra ngoài cũng không có tiền sao đi? Nhưng Đức không cho tiền sao đi? Hiểu không? Là hai cái. Ba là không được về nhà. Trời, đi về nhà là bắt đầu người nhà nói này nói kia nói nọ. Nhìn đứa em kế bên, đứa anh kế bên, dù cái kiểu mới về nhà, mình là người tu mà, mình đi về nhà cái là họ vừa gặp mình, họ đâu có nói họ khổ nhiều đâu. Mà họ điều diễn trước mặt nào là đi xe đồ mớ, hoặc cái này cái kia, thấy nhỏ em mình, chị mình, bạn mình nó nhí nhảnh về, bắt đầu cái tâm trạng đi tu, bắt đầu đi về, về lại chùa bắt đầu suy nghĩ, chào chào, sao mình thấy mình trong chùa hoài, sao mình khổ quá, bạn bè mình ở ngoài đời sao nhìn nó có chồng đồ thấy mê ấy. Sao nó hạnh phúc, có những hạnh phúc mà thật sự mình chưa từng biết, cái tự nó mộng mị, nó mộng mị cái nó tu hết được luôn. Nên không cho gì mà cũng không được nghe điện thoại mà cũng không có tiền luôn, yên tâm tu. Thấy chưa? Ba điểm này là không có nơi nào mà làm được hết chứ, thật sự mà nói. Nhưng mà quý vị biết rằng vì sao mà những đứa làm được không? Vì những đứa có cách làm mà cho người ta vui. Quý vị thấy chùa mình vui chưa? Chùa mình đã làm những cái việc mà người ta không dám làm. Nói mà cái chuyện mà không xài điện thoại, không giữ tiền, không về nhà là không làm được. Mà cái chùa mình mà Tết nhất mà hát nhạc nhảy đùng đùng thì cũng không ai dám làm luôn. Thấy không? Rõ ràng không? Là làm cái chuyện người ta không dám làm không à. Nó bây giờ nội mà ôm xô hết trơn vậy thì quý vị thấy là khó đúng không? Thì mình phải lo từng ly từng tí lo hết trơn luôn. Còn chùa chuyện người ta thì phần nhiều à, tự ông kiếm tiền, tự ông sống đi, người ta đỡ lo. Còn những đứa ôm xô một mình lo gì người ta, mà một mình những đứa phải lo, lên bờ xuống ruộng phải lo. Mấy ngày nay bị chóng mặt vậy mà lên đây là hết chóng mặt. Thấy chưa? Phải gan mới được nghe. Giỡn đâu. Trời, hôm qua nha, đi qua đây sinh hoạt nha, sinh hoạt chúng gì đó mà chóng mặt nghe. Nhưng mà ngồi chịu, chịu nhà ầm 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 cái đầu mình làm. Nhưng mà cái mặt không dám buồn, sợ nó mất hứng á, vỗ tay mà cười mà kiểu như cười mà kiểu mà cười mệt mỏi vậy, cười mà kiểu như chú sắp chết vì người ta mà cười vậy đó. Chậu là trời, ngồi chịu 2 tiếng đồng hồ trong khi chóng mặt mệt mỏi ngồi, cố gắng ngồi đi sắp xếp cho mấy bà già bữa hổm giờ Tết không có qua mà gặp mấy bà già tội nghiệp, với bà gặp mình cứ kêu mẹ gì mẹ gì. Vì nghĩ đi, tại vì những đức đủ với bà già về rồi, mình lo cho bà, mình săn sóc, mình quan tâm từng ly từng tí, giết bà quý thương với bà yên tâm khi mà những đức mà lo mấy bà già. Nên mỗi lần mà những đức qua cái bà kêu mẹ gì một chút cái mình lên xe lại á, là bà đứng nguyên một hàng, bà đứng mà nhìn theo. Quý vị nghĩ, quý vị nhìn thấy nó cũng trời, nó xúc động chứ giỡn đâu trời. Mình qua chút xíu xíu, mà bây giờ các cụ cứ nghĩ đi, quý vị cứ nghĩ đi, trời ơi, bây giờ mà nói đông người gì mà không có lương thực sao sống. Tết nhất nó nói với chùa hộ pháp mình cũng là một điểm gốc chính nhất để mà lo tất cả mấy điểm đậu tràng bên đây. Thì bây giờ cũng phải ở trụ xứ một chỗ, ít gì thì người ta đến là người ta sẽ biết ông thầy Đức cũng ở chỗ đó. Có khi người ta gặp bất tử người ta cũng cúng được chút đỉnh, gom góp từng chút giỡn đâu chợ này, nói thật lòng á. Chứ mình mà chạy tới chạy lui Tết nhất người ta biết ông Đức ở đâu. Mà ngộ lắm, bà tử nó ngộ lắm. Người ta gặp mình thì nó cúng nhiều lắm, nó không gặp mình nó cúng chút xíu. Giống như có những người, người ta gặp những đứa có 2-3 người thôi cúng còn hơn cái thùng tam bảo. Nhưng mà người ta không gặp những đứa, người ta cúng ít xịt rồi lương thực đâu mà sốc. 1,000+ người bị nghĩ đơn giản đây là mình nói thật lòng đó. Trời là trời, không có giỡn đâu. Nhiều người quan niệm người ta số tiền nhiều vậy con đưa tặng tay thầy. Ồ, thích vậy đó. Này là nói 100% luôn đó quý vị. Hồi tối về Đức nói các cụ, về Đức nói các cụ ơi trời ơi, mình hiểu nhau, các cụ thông cảm với những Đức. Nếu như mà kêu mà cứ ở chỗ gì mà đây mới quá, người ta là biết qua hộ pháp không, hiểu chưa? Mà bên hộ pháp nó mới đầy đủ được 3 điểm đạo tràng ở đây. Mà nói mà người ta cúng dường, phóng sanh rồi
nó không sống nổi một đậu vàng. Thì chứ đừng nói chi nuôi bốn điểm điểm đậu vàng, mấy vị nghĩ đi. Vì một bên hộ pháp mà nuôi hết luôn, rồi xong rồi xây dựng luôn, quý vị nghĩ đơn giản đâu trời. Nên từ nơi đó, cái nơi đó là cái gốc chính mà người ta thích về như một đại gia đình. Còn đây mới quá. Nhưng nên Điện Đức mới tổ chức cái khóa tu này để cho nhiều người già người ta biết những cái điểm này là giống như những cái điểm mà người già ở, nơi người già ở đó quý vị. Nên quý vị thấy nhà không? Nhà cao ráo, nhà vệ sinh bên trong mới làm xong 60 cái nhà vệ sinh. Quý vị đi vô nhà vệ sinh đẹp. Thấy chưa? Thế đẹp mà vậy đâu, thấy không? Đó, làm chỗ vơ đồ được kế bên, đúng không? Càng ngày nó càng hoàn chỉnh nha. Rồi bắt đầu làm tới đâu là đổ đường tới đó, thấy chưa? Rồi bắt đầu là bắt đầu nhà này đây qua Tết rồi. Cỡ tháng 4, tháng 5 mà xong hết hai dãy này nữa không? Chỗ ở bao la. Còn nghe nói qua Tết Hòa Thượng đào móng gì nữa biết đâu. Nên từ nơi đó bên kia còn 4 dãy đang xây bên đó đó. Bên Đại Lâm đang 4 dãy đang xây đó. Thì quý vị biết rằng không có đơn giản đâu quý vị. Nó và bây giờ thì Hòa Thượng nói là bây giờ tôi, ông đó nghe, chỉ có ông thôi đó nghe. Nên bây giờ ông lo cho tôi lớn tuổi, tôi chỉ đứng ở xây thôi. Ông lo nghe. Nên quý vị biết rằng mà Tết nhất gì mà mình qua ngôi chùa mới gì nghe. Nói chứ Hòa Thượng, mấy thùng tam bảo này lấy ra đưa cho Hòa Thượng đó. Quý vị cúng bỏ vô đó đó cho Hòa Thượng. Đúng không? Dù mình nói cái tiếng cộng tu đầu năm đồ, chọn lấy thùng tam bảo ra không có cho Hòa Thượng đấy. Mấy đứa nó về đông quá sao không đứa nào cúng cho ta. Đúng không? Khỏi cúng đưa những đức chỉ bỏ thùng tam bảo này nè. Nó mở ra đem đưa Hòa Thượng bên á. Hiểu chưa? Thì đưa những đức cũng đưa Hòa Thượng thôi thôi mình có chút ít mình cúng bỏ vô đó đó. Hiểu không? Thôi thật sự mà nói với vị chứ, thật sự mà nói có nhiều khi cũng trường cái mặt ra mà nói đại chứ không mắc cỡ mất gì nữa. Tại mình vì người ta rồi, không có còn vì mình nữa quý vị. Thật sự mà nói vì người ta thôi. Chứ bây giờ ăn uống cái gì đâu quý vị thấy. Những đức cũng ăn như quý vị gì. Nguyên một cái mùa Tết những đức cắn mới có 2 hộp dưa. Nguyên mùa Tết luôn cắn 2 hộp. Chương trình sinh hoạt những đức dự 6-7 buổi mà cắn mới có 2 hạt dưa. Ừ. Tại vì một là gì, những đức không có muốn ăn đồ ngọt này kia, hạt dưa sợ bất tử cái nào nó ho gần cổ, mình bị viêm cổ quá. Nhưng đức tránh nhiều thứ đồ ăn dữ lắm quý vị. Nói chuyện tối ngày mà không viêm họng mới sợ. Mà cái gần cổ như đức mà không nói chuyện cũng không được. Gặp Phật tử cũng nói chuyện, thuyết pháp cũng nói chuyện, cái thứ gì cũng nói chuyện. Nên những đức nói gần cổ như đức là một người bạn tốt, hỗ trợ hết lòng. Rồi lay quay tới lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2. Trời ơi, 4 ngày chuẩn bị chân cẳng đi bạn ô. Quý vị biết thờ thế nhiều kiếp nạn nghe, mình phải tu nghe quý vị, mình phải tu mới có phúc báo mà hóa giải được kiếp nạn nghe chưa. À, cứ tu đi. Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế ngài nói rằng quý vị trong thờ thế nhiều kiếp nạn này, quý vị phải làm gì để tránh được kiếp nạn? Niệm Phật. Khi niệm Phật nó có phúc báo, mà dù có kiếp nạn ập xuống đi chăng nữa, ở trong cái kiếp nạn đó mình có chết mình cũng tỉnh táo để niệm Phật về cực lạc. Con người mình phải tính cái này nè. Mỗi ngày phải niệm Phật để mà trao dồi cái tâm về cực lạc á. Để bất cứ trong cái kiếp nạn lỡ mình chết, mình tỉnh táo mình về cực lạc. Nhớ gần chết không có cái gì mà cầm theo được, đừng có lưu luyến, đừng có nắm giữ. Phải nhìn thấu đi. Đó, còn sống thì làm tới cùng luôn, nhiệt tình hết mình. Không mà những đức bây giờ nuôi người già, như đức phái nuôi người già. Thì biết gì sao? Vì nuôi người già mấy bả mau chết hơn người trẻ. Ý nghĩ đi, trời trời. Mình nuôi con nít á, nuôi con nít nó lâu. Mà cái câu này của thầy Giác Nhàn ngày xưa không nói với quý vị. Đúng không? Bởi vì những đức học được thầy đặc biệt lắm á. Rất là nhiều câu những đức học được, những đức nghe những câu giảng mà làm cho ta cười quý vị. Mà ông nói đúng. Tính ra đi bị nuôi con nít nó lâu dữ lắm. Bây giờ bà già 70-80 tuổi bà vô chùa thời gian ngắn bà đi mất tiêu rồi. Nên mình lo cái chuyện giảng sanh này là mau nhất. Nhưng mà nói với con nít thì mình cũng phải nuôi để mà có người già chứ. Hiểu không? Mình nói vui vậy thôi. Đủ duyên sao làm vậy à. Nói Hòa Thượng thì có ngôi chùa nuôi trẻ em. Còn bên Bảo Tháp những đứa cũng nuôi 18-19 đằng trai. Nó cho nó lớn lên để nuôi mấy ông già. Bây giờ những đứa không lập ra cái ban nuôi ông già thì mấy ông già không có cơ hội. Tại vì đâu phải cái chuyện đi tu là cái người trẻ đi tu dễ đâu quý vị.
đa phần người già giống như không còn việc gì nữa chứ mới đi tu. Nên từ nơi đó mà bây giờ mỗi một vị trí là mình phải sắp xếp làm sao á, để có cái người khi già yếu chăm họ thì mới nuôi được người già. Quý vị như coi bên chùa Hộ Pháp bên là 7-8 cô chăm người già, bên Đại Tùng Lâm có 2 người mà nuôi 25 bà già yếu á trời. Có 2 người thôi á quý vị, mà cô dịu nhẵn cổ là chính một minh cổ đó, chính đó. Một minh cổ mà chăm sóc 20+ bà già á trời. Vì nghĩ đi, cái tâm Bồ Tát kinh khủng không? Chăm sao mà chăm kinh khủng vậy đó. Mà sạch sẽ luôn nghe. Quý vị qua bên Đại Tùng Lâm, quý vị đi ra phía sau nhà ăn á, có khu của mấy bà già yếu ngồi ăn cơm, đi ra hỏi coi phải sạch sẽ không? Mấy cô đúng là chăm số 1 luôn. Thật sự mà nói, như Đức nói, mấy cô bên Hộ Pháp mọi người có cái biệt tài, nhưng mà không đụng nổi cái cô dịu nhẵn ở bên Đại Tùng Lâm này đâu. Cô này mới dữ dằn nè. Một mình cổ luôn đó quý vị. Vậy mà chăm 20+ bà già đó. Thì thấy chưa? Còn bên đây chưa nè. Mới quá, chưa có cái nội bộ. Một hai cô nào mà phát tâm chăm mấy bà già yếu. Tại vì mình nuôi người già là sớm muộn họ cũng bệnh yếu à. Nên mình phải lo cái chuyện là phải có cái người mà chăm cái người yếu khi bệnh bất tử. Chừa ra dài ba cái phòng để mà cái khu đó là mấy bà già yếu mình dồn vào một chỗ. Để làm chi biết không? Lỡ bà yếu mà bệnh đau bằng đêm hôm cái gì bất tử, kịp thời hộ niệm cho bà. Còn nếu bây giờ mình để bà tràn lan đại hải, khu nào bà cũng nằm, lỡ bằng đêm người ta đi tu hết trơn, bà nằm không hay hay, bà chết tội nghiệp bà. Nên mình phải quy về dài phòng chống mình để đó, để cho mấy bà già khu yếu cho bà nằm ra khu yếu, để cái người quan tâm xác thực ở chỗ đó. Mà khi yếu rồi đó là mình phải có một cái phòng nữa, là phòng gì? Phòng hộ niệm. Để cho bà qua phòng hộ niệm đó là ngồi xe lăn nè, xí cầu que nè, lết bánh nè, ngồi ở đó để hộ niệm. Hộ niệm trước đi, để cho nó quen, để mai mốt mà yếu yếu cái vô niệm, cái dít, cái bà bái gì cực lạc. Thấy không? Đó, phải tính vậy đó nghe. Còn trời, nuôi người đâu phải đơn giản. Nuôi người đâu phải đơn giản, đâu phải tính từng chút, từng chút, từng chút cho người ta. Nên tại sao mà nhiều người già người ta về đây? Chùa mình bây giờ giống như một cái điểm dữ dằn nhất nuôi người già đó quý vị. Vì đi xem hết cả cái nước Việt Nam mình luôn. Nếu mà nói về chùa chị mà nuôi người già là chùa mình là dữ nhất rồi đó quý vị. Mà nuôi người già có tâm huyết nghe. Giờ những đức cứ nghĩ, mình cha mẹ mất hết rồi, mình bây giờ cũng không có vợ con gì, anh em thì ta lớn hết trơn, bây giờ bản thân mình thì giống như với người trong chùa và với hàng Phật tử mình như một gia đình rồi, không nói dòng dõi, không có còn con đường gì nữa bên ngoài nữa chứ. Giống như xác quyết là đời này phải tu. Nó tiện thì tu tiện, mà khó khăn thì tu khó khăn, thì tu. Vì những đức thấy rõ ràng Phật pháp cho những đức được cơ hội làm được việc này. Nếu như những đức mà không đi tu, làm sao những đức có cơ hội này hả quý vị? Đâu có cơ hội này đâu. Nên tất cả các anh em trẻ trẻ mà vô đây cùng chung tay những đức là quá ý nghĩa. Tại vì sao mình có cơ hội làm được việc này? Trời ơi, ngoài đời mà có con vợ cực chết, đừng nói chuyện dựng chơ. Những đức có một bạn hồi xưa đẹp trai dễ thương ghê. Vậy mà sao nó có vợ nhìn nó bây giờ tả tơi hơn những đức. Bây giờ những đức đi tu với cũng có được, có giỡn đâu, vui nữa, hiểu không? Còn trời kẹt quá, mấy cô có chồng có con rồi phải chịu thôi, phải không? Chứ trời gặp Phật pháp mà không có chồng gì hết trơn, không có con gì hết trơn, đi tu phước cho rồi trời. Vô đây nó có nguyên cái lầu 4 á, chị, anh ta ở nguyên vậy, có cô trẻ đi thang máy chẹt 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 lên xuống, bước vô thang máy bấm cái chạy xuống, bước vô bấm cái chạy lóc nhà. Ông nó khỏe quá trời luôn, phòng ốc vệ sinh đàng hoàng, nhà vệ sinh đâu đó chứ. Tới giờ làm xong về ít ngang ngủ, khỏi cần lo tiền bạc, khỏi cần lo đẻ chữa. Sung sướng gì đâu chứ sống chỗ. Ta nêu lên những chỗ này cho mấy bà chồng bỏ chồng chê có cơ hội. Nó mà bỏ nó chê cơ hội đi vô đây. Đừng có lạng lạng bên ngoài chi mấy mốt gặp lũ đạn nữa mất công. Nó thấy không? Mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê sùng sồn đó, biết hết trơn rồi, vô đây là nuôi người già cũng được, mà nấu ăn cũng được, lau nhà ăn cũng được, làm cái gì cũng được chứ. Tại vì sao? Mình đã hiểu rồi, cuộc đời mình đã từng có chồng mình hiểu rồi, bây giờ còn mộng mị gì. Khổ là mấy đứa nhỏ mà nó chưa biết cái gì, nó tu tu chứ mình cũng cố gắng mình bồi dưỡng. Trời ơi trời, cái kiểu mà từ nhỏ tới lớn nó chưa biết cái gì quý vị, nó mà gặp cái này cái kia nó cũng mộng mị dữ lắm. Nên những đức là người nhờ ở ngoài đời cũng là trời ơi, tờ giấy cũng lem luôn, cái gì cũng biết. Những đức từ nhỏ tới lớn cái gì những đức cũng biết hết trơn á.
Tại vì sao? Những đứa con trai chứ hồi nhỏ nó nhiều chuyện dữ lắm. Mà nhờ vậy mà sau này những đứa đi tu, những đứa mới biết được là cái gì cũng biết nghe trời. Ngày xưa dưới quê là những đứa cứ là đi lết tới nhà này nhà người kia, những đứa nghe ngóng chuyện năm trên xóm dưới gì, thôi chồng rồi, chuyện mấy bà mà nói xấu chồng đồ, những đứa ngồi nhỏ nhỏ, người ta nghĩ những đứa nhỏ, người ta không có nghĩ tới mình biết vậy đâu. Nhưng mà mình ngồi cái bên nhỏ mà mỏ nhọn ngồi lại nè, cậu chồng nghe ngóng chuyện kinh khủng luôn. Sau này đi tu, cậu cái thứ gì bây giờ cũng biết hết trơn. Rồi những đứa áp dụng vô Phật pháp, những đứa bây giờ nó nói với vị nghe nhiều chuyện đó. Như cái chuyện mà nãy mới vô mà nói chuyện mà cái kiểu mà xui da đồ là do nghe ngóng mà ra đó, chứ học sách nào đâu. À, đó. Chứ nhà đứa có học gì đâu, nghe ngóng không mà. Hồi xưa nhà gỗ quá quý vị, không có chịu ở nhà. Nhà gỗ quá nhà đứa không chịu ở nhà. Những đứa cứ đi đến nhà này thì làm chút kiếm ăn, đến đi chỗ kia làm chút kiếm ăn, ngồi nhỏ nhỏ tự đi kiếm ăn vậy đó. Vậy đó mà đi đến đây nghe ngóng được chút, đi đến kia nghe ngóng được chút. Rồi làm với chủ thì chủ hai người chủ, thì chủ này nói chủ kia nói chủ nọ, mà nó lấy mình ra tiếng giữa nó nói. Mình đâu có dám nhiều chuyện, mình mà nhiều chuyện nó xử mình sao? Ồ, mình mà đi làm cho hai người chủ nghe, nó thường tranh cạnh với nhau mà nó nói nhau, mà nó lựa mình ra nó nói. Mà mình không nhiều chuyện là nó nói cho mình nghe hết luôn. Nó nói anh đó, vị chị đó, vị, nó đối tác mà nó nói nghe. Nhưng mà mình đừng có nhiều chuyện. Mình chỉ cần mà đem cái chuyện của người này mà đem người kia nói là nó phanh phôi ra một phát, nó hỏi ai nói, thằng Hiền nói là nó xử liền. Tại vì nó xử mình, nó nói tao đâu có nói, tao làm chủ, tao có quyền, tao nói, tao không nói, mày là thằng nhiều chuyện, tao đuổi mày, là mình tiêu. Nên mình nghe thôi, mình không được nói. Đó, nhờ vậy mà ai cũng nói cho mình nghe. Cuối cùng mình nắm hết sự việc của con người ta luôn. Bởi vì cái quyển sách mà những đức học á, trời, quyển sách kinh khủng lắm. Không phải là quyển sách bình thường. Bởi vì từ ngày xưa còn nhỏ như vậy, nghe sao những đức vô chùa tu Tịnh Thất Quan Âm á, vì biết cái lập trình những đức vô chùa tu là gì không? Làm còn cư sĩ mới vô chùa tu á, cứ đi lại phòng bà già này, phòng bà già kia, rồi gặp bà cụ nào buồn ngồi gốc cây khóc rồi những đức cứ đến, mà ít ai đi làm vậy lắm, mà những đức lại làm. Những đức đến, những đức hỏi cụ sao khóc với cụ, như con cái những đức là người mắc mẹ từ nhỏ mà hiểu tâm lý người nữa. Những đức mới nói cụ ơi, bây giờ vậy phân tách cho bà nghe. Bà nghe xong bà vui, bà vui xong bà ở nữa. Còn có nhiều bà mà cự lộn đồ phân si cứ muốn đi về, cái những đức đến, những đức phân tách ra mình đã từng ở nhà diện gì, mà vô đây tu gì, mà được gì, mà đi về về con cái nó coi mình ra gì. Bà giờ bà những đức hỏi bà, ngày xưa bà ở nhà bà sống làm sao, khổ vì bà vô đây sống làm sao được tốt, vì đã tốt tại sao đi về, vì một chút bực bội mà đi về, mình dại quá, đừng có gì họ mình đi về, bà ở đi. Trời ơi, chỉ có làm vậy thôi mà cuối cùng quản trúng luôn. Ghê chưa? Đó. Ha, rõ ràng không? Tại vì cái việc tâm lý con người như Đức nắm rõ quá, nên gặp cơ nào thì giải quyết cơ nấy à. Vậy mà từ từ tâm lý, từ từ rồi chúng chùa ai cũng thích. Thích mình là do gì? Ai có chuyện buồn gì cái gặp mình à. Hồi xưa mới vô chùa tu ai có chuyện buồn cứ tìm mình không à. Nhờ vậy mà cơ hội mình nhiều. Có khi buổi trưa mà không ngủ ngay luôn, viết trở thành nhiều chuyện ác đạn. Thấy chưa? Mà nhiều chuyện gì người ta nghe. Ngày xưa còn nhỏ là nghe ngóng mà để biết chuyện. Chỗ mà ngày xưa mà có nhiều người nữ người ta lớn hơn mình thì ví dụ như 7-8 tuổi, người ta 19-20. Mình ngồi kế bên hai đứa con gái nói chuyện, nó nghĩ mình nhỏ mình đâu biết gì đâu. Nó mới nói là tâm tư nó cái này cái kia, mình ngồi mình nghe nha. Trời ơi, vậy mà bây giờ những đứa nuôi gái những đứa biết hết trơn luôn quý vị. Nhờ ngày xưa kinh khủng không? Mình biết à, thì ra là mấy con nhỏ này tâm tư nó gì nghe. Tâm tư nó gì nghe. Ghê thiệt chứ, thấy không? Đó đấy chứ. Bởi vì những đứa nói rằng là trong cái cuộc đời này á, cái môn học á, thì ra là nó mọi mặt luôn quý vị. Nếu như là thiện thì nó đều là tốt. Còn nếu như mà bất thiện thì cái tốt cũng trở thành xấu. Nó không bất thiện rồi tốt cũng thành xấu nữa, mà thiện rồi thì cái xấu nó cũng thành tốt. Chỉ cần cái tâm này thiện là cái gì nó cũng tốt 100% luôn. Có nhiều chuyện, nhiều điều gì nó cũng tốt, nhưng mà nó đã bất thiện rồi là cái gì nó cũng xấu hết. Đó, quý vị mà nghe gì rồi quý vị thấy cái tư tưởng những đức chia sẻ Phật pháp không? Nên có nhiều người mà người ta nghe phớt phớt nghe là ta nói gì chia sẻ Phật pháp,
Chúa sẽ phục pháp gì đâu mà nói cái thứ gì đâu không phục pháp cái gì. À, vậy đó mà có nhiều người ta gặp ta chạy là người ta vượt. Vượt cái gì? Người ta ngưỡng mộ. Giỡn. Tết nhất kìa. Hồi sáng kìa vừa xuống nhà ăn phái đoàn vừa bước xuống xe 50 chỗ. Họ vừa gặp nó kêu thầy đưa. Cộng nó ghê trời ơi bà đầu mình dữ vậy. Mình xẹt 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 mình đi vù vù mới chạy theo vù 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 theo mình nói. Trời trời ngày xưa mà mình lúc mà ăn nhậu đồ này kia mà té xuống mà nhậu nhẹt mà té mà chó nó không liếm tay. Mà bây giờ mà trời ơi, mấy bà vậy đó bạn đồ đẹp đẹp không có chạy theo mình. Kêu thầy Đức lia lịa chứ bà bay là phải xin chụp hình. Nói chậu là trời cái mặt mình mà chụp cái chừng cháy phim. Mình cũng đứng kế bên mấy bà mà bà đứng kế mình bà chụp hình mới làm nè. Mình nói trời ơi tôi không có gì đâu, vừa vừa đại đi có gì đâu. Tôi là không có số má gì chứ, hiểu không? Không mà mình như vậy nó vẫn là đặc biệt quý vị. Chứ nếu không mình tưởng là mình cao xa. Trời ơi mình nhờ Phật Bồ Tát mà mình mới được vậy thôi. Nhờ niệm Phật mà người ta mới quý trọng đó. Chứ nếu như những đức mà không niệm Phật thì thôi trời ơi cái mặt này không có ai mà nhìn ngó tới. Chắc chắn ở trong đây không ai nhìn tới luôn. Nhờ niệm Phật mà được như vậy đó. Bây giờ quý vị mà ngồi nghe mà những đức ngồi trên cao, quý vị ngồi dưới đau chân mà vẫn ngồi. Là nhờ cái gì? Nhờ công đức niệm Phật che chở. Hiểu chưa? Ô, tôi biết mà. Bây giờ quý vị coi một con người xấu xí, hư hỏng, ít học, nói chuyện thô thiện, ai tiếp nhận mình? Ở trong đây có nhiều người, ví dụ như bà Chuyển này, đồ bả là giáo viên này, bả làm sao bả ngồi nghe những đức? Những đức ở ngoài đời, bả gặp những đức sẽ bá dương. Đừng có nói chuyện giỡn. Trời ơi, nhiều người hồi xưa kêu mình là bá dơ quý vị. Kiểu ăn nhậu bê tha, ngồi đầu đường xó chợ. Hồi xưa mà rồi có khi mà nghèo, không có tiền mua một chai rượu ngon ngon, mua rượu chuối. Uống mà muốn cháy cùng cổ luôn, mà uống rượu chuối quý vị. Trời ơi, không có tiền mua mồi màng, có một cái cốc. Mà mỗi thằng ngậm một cái chứ không được cắn. Nghèo đến mức mà chợ chợ mua được chai rượu chuối mà một trái cốc mà không dám cắn. Thằng nào mà cắn nhiều tôi tán vô mặt mà giờ mày cắn hết trái cốc thì sao? Vì thằng nghèo đến mức như vậy đó, bị nghĩ cỡ nào chưa? Ai mà nghĩ cái người này ngày hôm nay như vậy? Không ai ngờ luôn á. À, bạn bè những đức mà gặp lại những đức nó nói, ủa bạn ơi, xin thiệt hỏi bạn, phải bạn không? Những đức nói nó đó. Nên bạn bè những đức là nó phái những đức ngay cái chỗ là dù mình xuất gia mình tu nha, nhưng mình rất là gần gũi. Chơi với anh em nói chuyện đồ rất là gần gũi, chứ không có dùng văn tự Phật Pháp. Mà những văn tự mà gọi là nguyên văn trong Phật Pháp mà nói chuyện với người ta. Tại sao mà những đức học Phật mà những đức muốn mình càng học lâu về sau văn tự phải dễ hiểu. Vì sao quý vị biết không? Mình đừng có nói những văn tự khó hiểu. Cái đơn giản nhất quý vị, dù quý vị học ra là thạc sĩ tiến sĩ chăng nữa, quý vị đừng bao giờ dùng những cái chữ viết mà để cho người ta nhìn. Chữ viết phải để cho người ta đọc. Chữ viết mà người ta chỉ cần coi qua là người ta đọc được, vậy mới hay. Đừng có để người ta phải nhìn mà căng con mắt. Làm gì chi ạ? Viết chữ cho dễ đọc đi. Nên có những người viết là thư những đức mà họ học học cao, hiểu rộng, họ viết chữ mà quằn quèo. Những đức nói do ve lá thư này đi. Những đức nói lá thư này là lá thư dốt nát. Nó tạo 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 tiến sĩ đó, nó tiến sĩ viết chữ xấu dữ. Kiểu viết chữ quằn quèo, vì những đức đọc đâu được đâu. Những đức nó cho ve đi, mất thời gian quá, đọc không được. Còn chữ nào mà lớp 3, lớp 4 viết như đứa nó ở đây đọc. Lớp 3, lớp 4 thì gò từng chữ tròn tròn ấy, phải viết tròn 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 dễ đọc. Phải vết đàng hoàng, còn chữ mà học cao á, vẹt 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 vẹt. Nói thôi thôi thôi, chữ này tao không đọc được. Yeah, cái giờ cái lá thư này đi khỏi đọc. Các vị thấy chưa? Nên những đứa coi qua thì nói rằng càng học cao thì phải càng viết chữ đơn giản, càng kỹ lưỡng gì cái dòng chữ của mình. Người như vậy mới là ít kiêu ngạo ngã mạn, hiểu không? Vì suy nghĩ đi, đúng không? Đó, cái cho rằng mình vẽ mình là học cao cái là viết chữ quằn quèo cho người ta đọc không được. Vì chi vậy? Thấy không? Có nhiều người kêu thầy ký tên giùm con cái. Ờ được. Chữ H, chữ Y, chữ E, chữ N, dấu quyền, gạch đích.
Trời trời, chữ ký của thầy công nhận đẹp đi. Tôi ký vậy đó, tôi tên Hiền, tôi ghi chữ Hiền, tôi gạch đích được chưa? Bà muốn gạch đích thì gạch chỗ nào? Tôi gạch cho. Tôi vậy đó, tôi ký tên vậy, tôi viết Hồ Văn Hiền ra rồi tôi ký tên cũng là chữ Hiền rồi tôi gạch đích rồi, tôi nói chơi vậy đó. Chứ bây giờ thì giờ chữ Hiền gạch thì cũng được, thế đúng không? Tôi thích viết chữ Hiền được không? Tôi viết chữ rõ ràng, dễ đọc, đúng không? Nó nên quý vị biết rằng càng học cao thì dòng chữ càng phải đơn giản cho người ta dễ đọc. Giống như người càng tu lâu thì văn tự phải càng dễ nghe. Thật sự mà nói cái văn tự trong Phật Pháp mà nguyên văn, hán văn rồi quý vị chỉ cần đọc qua thì bị nói được sao không nói được. Nói được hết trơn á. Nhưng mà người ta sẽ cho mình cao xa, người ta sẽ cho mình là một con người mà quyền bí. Đừng có nên vậy, chở là chở. Mình là học Phật là một con người học Phật, thì là một con người đem Phật Pháp để giới thiệu. Chứ mình đừng có ra vẻ quyền bí để dẫn dắt lôi kéo. Cái đó gọi là học ra mê tín. Phải học ra một con người đơn giản, đem Phật Pháp để áp dụng trong cuộc đời người, đem nhân sinh Phật Pháp để mà áp dụng vào đó, hiểu không? Để mỗi một con người đều được lợi ích Phật Pháp. Chứ bây giờ mình nói những cái văn tự cao xa ai mà hiểu. Nó nên những đức mà nghe ai mà dùng những văn tự cao siêu vậy đó thôi cho qua đi, khỏi. Còn nghe ai mà nói đơn giản là phải nghe. Nên những đức phái chơi với mấy người mù, mấy người què đồ, mấy người hay lúa đồ, ta nói chuyện câu nào ra câu nấy à. À, mình ngồi nói chuyện với người ta, mình hỏi lụm bọc ngày kiếm được nhiêu. Họ nói 100. Đó, 100 là nói 100 mà đúng không? Vậy cái cách lụm bọc là lụm làm sao? Họ chỉ mình cách lụm bọc, dễ hiểu lắm. Mình nghe cái là tự mình biết liền. À mình nói nếu mà Phật Pháp á mà nó ra như vậy thì tất cả mọi người ai cũng được lợi ích. Nên quý vị thấy tại sao mà những đức nói chuyện đơn giản mà nhiều người nghe người ta được lợi ích. Bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình luôn á trời. Có những người người ta chỉ có một chiếc máy này thôi nè. Được một chiếc máy V52 này thôi đó, vậy mà người ta cứu cuộc đời người ta quá trời đông luôn. Tết nhất thì người ta vô thì nhiều người mà ta gặp những đức, quý vị biết rằng thật sự như bản thân mình thôi. Khổ quá mà nghe ai mà dạy cho một cái pháp tu mà hết khổ thì cái tâm cảm ơn cỡ nào chứ quý vị. Như bản thân mình thôi cảm ơn cỡ nào chưa. Cảm ơn cả đời. Nên những đức nói những đức cảm ơn thầy trên kia bằng cách là tôi đi theo con đường của thầy. Ngày xưa tôi đã học thầy như thế nào, bây giờ tôi đi y răng như thầy ngày xưa luôn. Chính tôi đã học được cái ngày xưa lợi ích, bây giờ tôi lấy hoàn toàn cái ngày xưa tôi làm y răng luôn, tôi không được thay đổi. Tôi cảm ơn ngay cái chỗ là ngày xưa cái thờ nổi bật đó đó, đơn giản gần gũi dễ gặp, mà tôi lấy y răng như vậy tôi hành trì luôn. Tôi không lấy cái nay nữa, tôi không lấy cái mới mẻ mà tôi lấy cái cũ hoàn toàn đó. Nên chùa mình ở đây mấy anh em nhớ, ví dụ như mình bắt địa chung đồ này kia là mình bắt Nam Mô Di Đà Phật á, đừng có bắt ai với Đà Phật. Tại vì hòa thượng mình đây ngài niệm Nam Mô Di Đà Phật không à, thấy không? Ví dụ như những đức thấy rằng cái hội chúng mà bắt cái điều địa chung ai với Đà Phật nó niệm có lực dữ lắm nghe quý vị. Nhưng mà hòa thượng mình đây mình phải hiểu, ví dụ như mình ở đâu thì mình phải hiểu ở đó. Mấy thầy mấy chú đều phải nhớ ở đây là hoàn toàn phải bắt Nam Mô Di Đà Phật hết. Còn riêng mình thì niệm ai với Đà Phật là chuyện cá nhân, nhưng chùa chiền hòa thượng xây ra mình phải hiểu. Hòa thượng ngày niệm Nam Mô Di Đà Phật không à, ngày quen vậy rồi nên mình phải hiểu. Hiểu một chút thì sống đặc biệt lắm. Nên người xưa người ta nói câu thông minh cũng chết mà ngu si cũng chết. Sống được là ngay chỗ nào biết người biết ta thì sống. Nên con của mình dạy cho nó ít gì nó cũng lăn lộn chút si, cho nó te tua nó đi, đừng cho người đời nó dạy nó. Nhưng những đức là bị bỏ lăn lóc ngoài đời, bị quýnh đập chửi mắng giết mà khôn luôn. Nên những đức nói những đức đi tu mà thành công được một chút là nhờ bị chửi 3 năm. Mà bây giờ không biết bà sư phụ nó còn sống không, bả mà còn sống nó rước bây giờ nuôi nó luôn, nhờ bà chửi 3 năm bây giờ hôm nay. Không rồi ơi, càng tu bây giờ mới cảm ơn cái bà chửi 3 năm đó. Trời là trời, đúng là cái chửi 3 năm đó thấy ghê thiệt chứ, mà nói thiệt luôn. Ngày xưa mà qua 3 năm sau, 4 năm sau là không dặn bà nữa. Khi 29 tuổi đi tu, 1 năm sau biết ơn bà đừng chút nữa, 2 năm sau biết ơn thêm nữa, 10 năm sau biết ơn thêm nữa. Tới bây giờ trời ơi biết ơn cực điểm luôn.
mới thấy ra rằng trời ơi, 3 năm 3 chữ mình trở thành cao thủ. Bây giờ cái mặt như đứa nó chai như cái tấm thớt. Đụng chặn cảnh viên không có giải quyết được những đức đâu trời. Nên những đức là người lì lắm, lì kinh khủng lắm. Tại vì chữ mà lì á, mà lì không phải lì tầm bậy. Những đức mà làm một cái gì rồi đố mà ai mà kích động những đức mà bỏ cuộc được, nó thiệt á. Ừ. Như bản thân những đức mà niệm Phật đố ai mà kêu những đức đổi phương pháp được á, không bao giờ có. Giống như đức đi đến nơi nào khó gì khó, từ khi là không cho những đức làm thì thôi. Còn nếu mà đã cho những đức làm rồi, đem cái mạng ra để mà ký sổ với bạn luôn, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Ừ, lì dữ lắm. Chứ đừng có nói mà người ta chửi những đức vài câu mà ăn thua gì, không có đâu. Tại vì 3 năm những đức đi kiếm cơm ăn, là đầu tiên 3 năm lên thành phố là bị chửi nè. Gặp bà sư phụ nấu ăn, bà chửi te tua luôn. Mà bà chửi không có chửi bình thường đâu, ngoài đời mà đâu chửi bình thường đâu quý vị. Bà lôi ông bà tổ tiên rồi bà chửi. Ồ à, bà chửi tá lả âm binh luôn á. Quý vị biết rằng đi vô phủ biết bà chùi nồi nghe. Thanh niên dưới quê lên mà chùi nồi chậm, nó dùng cái thứ chậm chậm tôi tán vô mặt bây giờ. Nhanh lên. Nhanh lên, ừ nhanh lên. Xong trời ơi, khi mà xào đồ ăn mà kiểu mà rau muống luộc sẵn quý vị, rau muống luộc sẵn mà xào một chảo, quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Luộc sẵn mà xào một chảo nó nặng dữ lắm. Trời ơi, xào mà xào một lần 12 thao cái nóc bự. Buổi sáng xào 12 thao. Rồi bắt làm phá lấu, làm ruột heo đồ này kia bắt làm. Kinh khủng luôn. Mà ban đầu lên thành phố làm lương tháng 600 ngàn. Làm kinh khủng luôn, còn bị chữ mình để như thế nào. Thằng nào mà kiên nhẫn nhất, đứa nào mà kiên nhẫn nhất, người ta sợ học được nghề. Người ta sợ lắm, sợ là học được cái nghề người ta sẽ bị thải ra, hiểu chưa? Nên người ta chửi mình te tu lắm quý vị ơi. Mà người ta đâu biết tu đâu, người ta đâu có hiểu gì đâu quý vị. Đâu có biết thương con người ta đâu. Con người ta thương lắm nghe, mà mình người ta chửi ghê lắm. Ừ, ôi ôi, mà càng chửi mình chừng nào thì trong lòng của mình thấy mình nói thôi cố gắng. Giờ lên thành phố thì mình đâu có học thức gì đâu. Mình lên đây mình kiếm cơm ăn, mà bây giờ mình bỏ đi đi đâu giờ? Không biết đâu đâu. Mà đi thì bỏ nhà đi nữa. Bây giờ mà quay về nhà không lẽ đi giác bao tiếp tục. Năm mà 16 tuổi giác bao quý vị. Nhưng giờ lưng tôm tôm luôn. Trời ơi, trời, gạo mà nó tịnh gạo mà một bao 80 kg. Giác đi ở sinh sống luôn. Còn gạo, còn lúa một ngày giác 14-15 tấn. Giác qua những cái cầu mà bắt ngang sông quý vị, bắt ngang cái ghe đi mà nhúng. Đi mà không quen, hồi xưa mới đi nó nhúng, nó văng xuống sông mấy lần. Không giỡn đâu trời. Bây giờ còn nhỏ cái thứ gì cũng từng làm qua. Giác gạo công đoàn nhà máy hết 2 năm. Nó bị kiếm ăn đâu có giỡn đâu. Khổ quá, tính đi lên thành phố để thay đổi cuộc đời chút. Lên thành phố gặp bà sư phụ bà chữ ác đạn. Trời ơi, mình nó nói chứ con người mình quý vị, nó vẫn bị tủi thân nha quý vị. Khi mà nhất là bưng chén cơm lên ăn, quý vị nếu ai đã từng cái khổ bị chồng chữ, chồng đánh á, quý vị lúc mà bưng chén cơm ăn nó mới hồi ức lại quý vị. Bưng chén cơm ăn là trời, nước mắt nó cứ nhiễu nhiễu chén cơm. Nhưng mà dưới cái tính của một con người mà mắt mẹ từ nhỏ nó tâm huyết nó kinh khủng lắm. Khi mà nước mắt mà nó nhiễu chén cơm mà múc chén cơm lên ăn á, lúc đó cái tính khí của con người nó nổi lên ghê lắm. Những đức nói rằng bà trời xem. Bà chữ tôi đi. Bà năm nay 57 tuổi, tôi mới có 18 tuổi. Bà chờ đi, 10 năm sau rồi bà sẽ thấy tôi cỡ nào cho bà biết. Vừa mà phát lên một cái tính khí đó đó quý vị, là con người nó kinh khủng lắm, nó không có tầm thường nữa. Rồi lúc đó là trong lòng nói tính trước là ngày nào cũng chữ đi. Chữ đi. Không mà hay lắm nghe quý vị. Khi mà những đức học Phật và những đức mới thấy ra, thí dụ như người ta chửi mình mà mình nghĩ rằng bữa nay người ta không chửi mình là mình sẽ bị động. Mình hãy tính là ngày nay tại sao nó chưa chửi. Phải tính như vậy đó. Đây nè, ngày nào cũng chửi, nhưng ngày nào cũng cố gắng để đừng chửi. Nhưng mà ngày nào cũng chửi. Rồi cuối cùng như đứa ngồi suy nghĩ, bây giờ cố gắng cỡ nào cũng chửi. Như vậy thì làm sao? À, đặt lên trong tâm mình, tại sao ngày nay không chửi đi. Sáng mở hàng là chữ đi. Trời ơi, kinh khủng lắm. Trong lòng là sáng mở hàng là chữ trước đi.
Liện đến mức con người đúng là kinh khủng đi. Sáng mở hàng đầu tiên sáng xuống là chửi trước đi. Mà bà chửi dữ lắm. Sáng sớm thức dậy 4 giờ là trước nhất bà vô là mình phải chuẩn bị tấm thớt, thao, nồi, chảo. Cái chảo nào để lên lò nào, cái thao nào về vị trí nào, cái đâu đũa nào cho bà gấp, vị trí nào phụ bếp không có đơn giản đâu. Nên cái người muốn nấu ăn ngon là phải phụ bếp giỏi. Thì vị biết rằng chỉ cần mà để một đâu đũa sai cái thôi, bà cầm đâu đũa sai bà quất lên đầu chứ đừng nói chuyện dẫn chơi hết trời. Nên những đức nói rằng là sáng mở hàng uống ly cà phê đầu tiên là chữ. Đó là cà phê của những đức đó quý vị. Trời ơi không giỡn đâu quý vị ô. Kiếm cơm ăn không dễ đâu. Nên những đức nói tại sao có nhiều người vô chùa tu mà vì sao họ sung sướng vậy mà họ lại không biết cảm giác? Vì họ chưa từng khổ như những đức đã từng chịu khổ. Ngày xưa những đức lên trên tỉnh Thất Quan Âm, quý vị biết rằng từ ở dưới đường mà đi lên đến trên đó là cái khoảng gần một cây số của cái đường vòng cao quý vị. Vì nghĩ đơn giản hả? Vậy mà trời ơi, đẩy xe đá mà đẩy lên trên chùa. Còn khi mà không có nước uống, quý vị biết trên núi mà không có nước uống, những đức phải đi quằn trên núi voi kiếm nước dẫn nước xuống. Con người ta nó được như ngày hôm nay nó phải trả một cái giá cỡ nào chưa? Không giỡn đâu á. Đừng bao giờ mình nói cái sự thành công mà mình không chịu nói cái sự khó khăn. Nếu mà một cái quyển sách mà toàn là nói về sự thành công mà không nói về sự thất bại thì quý vị quyển sách đó chưa cần thiết phải đọc đến đâu. Phải nói sự thất bại, sự khổ đau thì mới đi đến chỗ thành công. Cái nguyên lý như vậy nó mới có từng tự. Phải nhớ chính bản thân như đức nè. Ngày xưa mới vô chùa tu nè. Nên những đức nói mạnh dạn một câu, nếu quý vị muốn nuôi con và dạy con trở thành một người lãnh đạo về sau, con người lãnh đạo là tố chất gì quý vị biết không? Quan tâm cho người, bao dung cho người. Người lãnh đạo là người thương người. Quý vị chỉ cần có một cái hành động như vậy thôi, con quý vị là vị trí gì? Đi đâu cũng là lãnh đạo hết. 100% luôn. Không phải là học vị cao, không phải là người quá thông minh đâu, mà một người bao dung, một con người có tâm lượng rộng lớn, quan tâm lo lắng cho người thì đi đến đâu cũng thu phục người khác hết. Chính bản thân những đức rõ ràng luôn. Là những đức khi lên trên Đà Lạt tu, là những đức nói thiệt quý vị biết, quan tâm cho chúng từng chút từng chút. Lúc còn cư sĩ mới vô chùa phát tâm liền. Bằng đêm 12 giờ khuya đi lũi vô mấy cái khu phòng của cụ ở. Nhìn cái cụ phải nằm ngủ chờ, nhìn cái cảnh tình mà ngày xưa mà cái khu 100 bà già yếu. Những đức nói thiệt chứ. Bằng đêm những đức bước vô, những đức đứng, những đức nhìn gì nè. 12 giờ khuya đức đứng nhìn 100 bà già, một chỗ nằm bả là bị ngang được bao nhiêu chưa, các cụ già ở đây. Chỗ ở của mấy bà cụ ngày xưa trên đó là chỉ được có nửa mét thôi. Chỉ được có 50cm thôi đó quý vị à. Chỗ ở nằm như vậy đó. Tại vì quá đông rồi, đất chỉ có một mẫu, chưa được mẫu rưỡi. Như vậy mà ở 1.500 người. Quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Giường của các cụ là giường bằng hết và nằm được chỉ nửa thước. 100 bà già khu yếu nằm. Bởi vì nuôi người mà không quan tâm, không nhìn thì không biết được gì đâu quý vị. Chính bản thân những đức 12 giờ khuya đi vô coi nè. Nhìn thấy, tại vì những đức nhặn què hoặc rồi xí cầu que, rồi bắt trợn gì tùm lum tùm la nằm bằng đêm ngủ quý vị. Trời ơi bà quay qua gì. Có nhiều bà kiểu như hung dữ mà còn biết á. Còn nhiều bà thì kiểu mà bà trợn tay chân quơ quơ vô người bà đó. Bà quay lại bà lấy tay bà tán vô mặt. Bóp. Quýnh. Rồi dò đưa qua cái ngắt. Mà kiểu như già yếu hết biết gì quýnh. Chỉ có đau thôi chứ không biết kêu làm sao nữa chứ. Mà đây là chính mắt nhìn thấy rõ ràng. Đứng để coi luôn. Mình nói trong bụng trời là trời. Đây là cha mẹ của ai mà bây giờ nằm đây trời. Đã từng sanh con mà nuôi con khôn lớn. Mà cái cảnh tình mà nằm như vậy quý vị. Có nhiều đứa con một năm chờ mới vô thăm lần. Có khi mà chết rồi điện thoại báo cho biết nói rằng bữa đi thiêu chúng con đến. Trời ơi nuôi người già là cái vai trò, cái việc gì những đứa cũng đã từng gặp qua chứ. Gặp qua hết trơn. Còn có những đứa mà trời ơi lo xong rồi nó lớn nó chửi mình một chập. Nó nói tại sao ba mẹ tôi chết. Những đức nói mày cũng chết chứ đừng nói cho bà mày không mày. Gặp những đức cũng cái mặt hung dữ quý vị. Nó tưởng đâu là ông thầy dễ bị ăn hiếp á. Tưởng đâu dễ bị ăn hiếp á. Trời nuôi xong nghe.
mà có khi mà bắt tử tuổi già mà chết á. Lỡ nó hỏi gì sao nuôi ba mẹ tôi chết. Nhưng Đức nói mày cũng chết thế chứ đừng có nói gì ba mẹ mày. Thứ mày vô duyên, chết thì chết chứ đừng mày hỏi tao. Không lẽ tao bây mốt chết, không lẽ bây giờ người nhà tôi đến hỏi trong chùa tại sao thầy Đức cũng chết. Vô duyên, nói chưa. Nó hỏi những câu mà kỳ cục. Rồi những cái việc làm ở trong chùa mà nói mà, mà nói thật sự mà nói nuôi xong khi đi chửi cho một chập. Ừ, khi bước ra tới chùa chửi một chập. Chửi xong vài bữa lết bánh đi vô lại năn nỉ. Thì bây giờ quý vị đã nuôi rồi, không lẽ quý vị như cái người đời, thấy không? Ừ, vô đi. Thấy chưa? Trường hợp gặp hết trơn. Nên cái bài học của Như Đức học là học gì quý vị không? Đời đạo, cuộc xác thực với con người. Nên cuộc đời con người chúng ta thật sự mà nói với quý vị chứ, hiểu rồi là cố gắng tu liền. Không có bao giờ mà nói cái chuyện mà tôi bận mà tôi bỏ tu chứ. Rồi thọ mạng bị đến, rồi bị nói với vua Diêm Vương con bận quá con chưa đi. Ngu đầu mã diện đầu trâu mặt ngựa nói cho quý vị thời gian không có đâu. Thọ mạng đến gọi là đòi canh ba thì không lưu lại được canh tư. Quý vị đừng bao giờ bây giờ nói tôi bận quá tôi không có thời gian tu. Rồi quý vị cứ lo cái chuyện đời này đi, quý vị lo tới già gần chết lo cũng không xong. Trời ơi có nhiều bà già kìa, xong đâu. Bây giờ có nhiều người ngồi đây chúng ta tới già rồi mà chưa xong kìa. Có nhiều bà già gặp Nhân Đức mà 75, 80 tuổi mà nói vậy nè. Thầy, thầy con muốn vô chùa tu lắm thầy. Nhưng mà bây giờ con còn bận lắm, con chưa vô được, để từ từ. Nhân Đức nói năm nay bà nhiêu tuổi à? Dạ mới 75. Nhân Đức nói bà cố gắng đi 100 vô luôn. Đẩy bà ăn câu luôn chứ sao bây giờ. Bà cố gắng đi 100 hả vô. Nên hôm qua có một cái chú này đến gặp Nhân Đức nói thầy, thầy con nghe thầy giảng con mê quá, con quyết định về con thôi vợ con vô tu được không thầy? Nói cha vô duyên quá. Nếu Phật Pháp mà kêu ta thôi vợ chồng ta đi tu thì cái chuyện này chắc Phật Pháp bị diệt vong. Không có quốc gia nào mà tiếp nhận Phật Pháp, hiểu chưa? Phật Pháp là dạy con người ta sống hạnh phúc. Đã là vợ chồng thì phải sống hạnh phúc chứ sao mà ông nghe mê, mà ông mê kỳ cục. Ông là bị đê rồi mê kỳ cục. Hiểu chưa? Ở là chờ nghe mê mà cuối cùng tưởng đâu cái câu sau nói câu gì hay hay. Nghe thầy giảng mê quá mà về con thôi vợ con, thôi vợ con vô chùa tu. Bây giờ rồi xong như đứa hỏi ông có mấy đứa con, là dạ có ba đứa. Nói trời ơi có ba đứa, có ba đứa mà ông tạo ra tại sao ông nuôi. Bây giờ ông thôi thôi vợ ông rồi sao? Nói con kêu nó lo cho con để nó hy sinh đi, để cho con đi tu, để con thành đạo đi rồi con trở lại con độ nó. Tại tao là trời. Thôi 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 ông là ông, chờ ông thành đạo mới tới, chừng đạo có thành đạo. Gia Du Đà La còn có thể chịu đựng được Thế Tử Tất Đạt Đa là một con người đặc biệt quá, nên người ta có thể mà người ta hy sinh để cho chồng người ta đi tu để thành Phật. Còn ông tôi thấy cái mồi ông không biết thành cái gì. Mà nói là cho ông đi tu để mà gọi là ông thành đạo, ông quay lại ông độ thôi, thôi thôi thôi. Mệt quá mấy bà đừng có khờ nghe, đừng có bị dụ mà cuối cùng ôm xô nghe chưa. Hiểu không? Không có chịu. Nói bây giờ tôi với anh tạo ra tôi, anh phải lo mấy cục nợ này. Tu thì tu ở nhà, tôi không có dạy gì tôi cho đi đâu. Muốn chạy trốn phải không? Đi vô chùa tôi cũng nắm cổ ra nữa. Hiểu chưa? Nó phải như vậy. Phật Pháp là dạy hạnh phúc. Đã tạo ra vui thì cùng vui, thì khổ bây giờ cùng lo. Chứ không thể nào mà vui thì cùng vui mà bây giờ khổ để cho mình ta chịu. Chứ vậy hèn lắm. Hiểu chưa? Nó nên mấy ông nhớ nghe, chứ mấy bà cũng vậy đó. Chứ đừng có nói mà khổ vì chồng gì cái này kia, cái là nói để thôi chồng đi vô nuôi người già. Không có đâu. Ở nhà nuôi chồng nuôi con đi. Từ khi nó bỏ, từ khi nó quyết định nó bỏ, nó nói tôi không cần em, chia tay, ly dị, ký tên đàng hoàng đâu vào đó hết trơn. Thì lúc đó tính sao? Nó bỏ mình, quyết định nó bỏ mình này thì hết nợ rồi, hiểu không? Còn bây giờ nó còn dở dở ương ương chưa đâu nghe. Nợ thì chưa có xong, nên phải cố gắng nghe lời ở nhà tu. Trời ơi, ở nhà mà còn giải đãi mà vô chùa mà tinh tấn sao được, không dễ đâu. Trong chùa nhìn vậy chứ không có dễ đâu trời. Lâu lâu vô ở tu 5 ngày 10 ngày thì ngon lắm, nhưng mà thử vô ở luôn đi rồi biết. Người ta ở trong chùa là dạng cao thủ không đó, chứ không phải dân tầm thường đâu.
Quý vị nói nghe, tôi nói với quý vị biết nha, đừng có bao giờ mà những người mà sùng sồn đồ mà vô chùa ở một tuần hai tuần nghe thấy tôi nói chuyện vui á, thấy tôi nói chuyện vậy tưởng đâu mê lắm, ngon lắm, vô ở luôn đi rồi sẽ biết cái hành động của tôi đối xử với quý vị như thế nào. Tôi nói trước cho mà biết á, nên đã quyết định vô thì đừng bao giờ nói hai chữ lầm tôi, nghe chưa? Đừng nói hai chữ con lầm thầy, đừng bao giờ nói gì. Tôi nói trước từ đầu rồi đó, tôi không phải là người dễ tính đâu, thấy không? Tôi đã bị nhiều người chữ thì tôi cũng biết chữ người lắm á, đừng có nói chuyện dở dơ kia. Tôi chữ người cũng kinh khủng luôn, chữ số 1 luôn á, thấy không? Còn hơn là B52 bắn nữa. Nhiều cô sống với những đức mà nó chịu te tua tả tơ luôn, thương là thương, giúp là giúp, vui là vui vậy đó, nhưng mà chở mặt cấp kỳ. Con người nhà đức mau chở mặt lắm nha, chở mặt vì cái gì? Mất lòng tin. Khi mà gọi là đến với những đức mà mất lòng tin là những đức chở mặt mau dữ lắm. Với những đức xử lý người là cái rẹt, không có nói vòng vo gì đâu, không có nói hai chữ tình cảm nằm trong đó. Còn nếu mà cái nhiệt tình hết lòng với nhau, cùng chí hướng là trời ơi sao cũng được chứ, bỏ mạng cũng được nè. Nhưng mà chỉ cần mất lòng tin một phát thôi là tiêu liền đó. Người như đức là có cái khó là ngay chỗ đó đó. Sống chung với những đức như mấy cô mình mà những đức nói như tôi dạy hết mình, tôi nói rõ ràng rồi đó. Nhưng mà cô nào mà chỉ cần mà khờ dại ngu si, bị người ta gạt gì là không phải thương đâu, mà tôi sẽ vứt luôn, đẩy luôn, chứ đừng có nói mà giữ lại, thấy không? Thà mình nói trước nó dễ, quý vị, nó đặc biệt hơn. Cái gì mà nói trước đi. Nên có nhiều người ta về chùa, ta tưởng đâu ngày chủ nhật đồ nói chuyện vui, chỗ thầy dễ thương gì đâu. Chưa chắc, ở luôn đi rồi biết à. Ở luôn đi rồi biết. Tôi dằn dặt cho mà biết, đừng có nói chuyện dẫn chơ. Mà khi mà vô công việc, tôi sắp xếp công việc là vô đó làm rồi đi, rồi bắt đầu mà làm mà tôi lỡ tôi coi mà thấy không được thì tôi kênh liền á. Nói ủa thầy ngày xưa quen mà. Quen gì? Ở chùa tôi, ở tù trụ rồi là giống hệt mọi người, mà nó quen biết gì trong đây chứ, nghe không chưa? Nên từ nơi đó cộng tu vô khách sáo đó. Tại vì người ta khách đến nhà mình khách sáo một chút, nhưng mà thử đến nhà ở lâu đi không khách sáo nữa đâu. Không ai đâu mà khách sáo hoài cho nó mệt. Không, con người như đức được con cái là rất thẳng thắn, quý vị, rất thẳng tính luôn. Tại vì sao? Vì con người nó từ nhỏ nó đã có tư tưởng bản lãnh, quý vị. Con người nó có gì không phải là kiêu ngạo ngã mạn gì quá đáng, nhưng mà nó phải vậy thôi à. Chứ mình không có du di tà bậy được, hiểu không? Ví dụ đi đến chùa là phải quy tắc, phải giữ quy tắc cho người ta đàng hoàng, đúng rồi. Người ta đâu có kêu mình đưa tiền gì cho người ta, nhưng mà quy tắc là đúng. Còn những đứa kêu bị cúng dường là bị tạo phước thôi. Chứ những đứa có kêu mình đưa những đứa ăn uống gì đâu, đúng không? Nên từ nơi đó cái việc mà những đứa nói chuyện đây, nó vừa về nhân sinh, mà nó vừa áp dụng vào cuộc sống. Và để cho quý vị học được cái việc mà cái gì nói thẳng từ đầu đi. Đừng có nói ngon quá mà vô mình làm không ngon, người ta nói mình. Đây cũng là một bài học mà ngày xưa như đức đã từng học với quý vị. Cái gì cũng ngon, ngon 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 lắm không? Chúng ta có cái gì chúng ta cũng thẳng thắn một chút xíu đi. Để khi mà người ta đừng có dùng những cái chữ lầm lạc đối với mình. Hiểu không? Nó nên tại sao trong chùa mình mà ai sống cũng vui? Tại vì người ta được rèn luyện. Được rèn luyện. Còn hàng Phật tử mà về chùa mình cũng được rèn luyện á. Quý vị hiểu hết trơn à. Khi mà quyết định vô tu là người được dữ lắm. Quyết định vô. Như chùa mình Tết năm nay có một cái chú, ổng cũng chắc cũng vợ bỏ vợ chê, đẹp trai mà vợ bỏ vợ chê nghe. Ổng nói rằng thầy ơi, con thì thầy thấy đẹp trai vậy nhưng thiếu phước thầy à. Làm ăn cái gì cũng không được. Vợ con nó nói rằng thứ đàn ông vô dụng, làm cái gì cũng thất bại. Thằng Tèo xóm trên nó làm ăn được thế ghê, còn ông cao ráo đẹp trai mà làm cái gì cũng thất bại. Người ta thì bán tỏi đắt thế ghê, tôi mua cái xe đẩy cho ông bán tỏi thì bán ế. Cái số đi tu làm sao quý vị. Vợ nó phế ghê thiệt chứ. Nó cuối cùng ông nói thôi, nó quyết định nó bỏ con thầy à. Mà có một đứa con, nó nói để nó nuôi luôn cho. Ông đi đi. Bây giờ con quyết định con đi tu. Giờ con thấy con đường tu này cũng được, con quyết định tu thầy à. Thầy cho con ở chùa tu. Những đức nói, được, nó bỏ rồi. Bây giờ vô đi tu.
sắp ông qua bên bển nuôi mấy ông già, quyết định đi tu. Thấy không? Vậy thì được đó, thấy không? Đó, vậy thì được. Nó quyết định bỏ rồi, mà đàn ông mà bị vợ đuổi thế tội nghiệp quá ta. Mà vợ mà sao nó đuổi được chồng hay vậy ta? Không, Nhân Đức nói gì nói chứ nếu Nhân Đức không đi tu cũng không có con vợ nào dám đuổi Nhân Đức đâu. Bảo đảm 100% không bao giờ dám đuổi Nhân Đức. Nhân Đức đuổi họ là đuổi chứ họ không dám đuổi Nhân Đức. Chắc chắn luôn. Sao mà bị vợ đuổi được? Hiểu không? Mình đàn ông nó phải có bản lãnh gì chứ, đàn ông mà bị vợ đuổi là thua. Hiểu không? Yếu quá mà. Nhân Đức nói ông phải rèn tới mấy phá nó mới được. Chứ vợ đuổi là yếu đuối lắm. Con đường tu này mà yếu yếu là vô là bứt văng ra liền không nói dòng voi. Mình phải mạnh mẽ, phải chọn một phương cho chuẩn. Đã chọn một người đi theo rồi theo tới cung luôn. Hiểu chưa? Nên người ta nói là chim khôn lựa cành mà đậu. Lựa cái cành chắc chắc mà đậu. Ai mượn lựa cành mục chi? Đấy không? Lựa cành chắc mà đậu, đi tu cũng vậy, phải nhìn được một phương hướng. Đấy không? Một là gì? Thiên thời địa lợi nhân hòa, đi tu nghe. Thiên thời địa lợi nhân hòa là nhân là con người ở đó hòa, thiên là cái cảnh giới sống ở đó đó, thiên thời là cái hoàn cảnh đó bình yên, nhân là con người hòa thuận. Thiên thời địa lợi dùng đất đó phù hợp tốt đẹp, nhân hòa thù thắng. Nên từ nơi đó nhìn được con người đứng ở vị trí đó nhiều yếu tố. Một, còn trẻ khỏe có tư tưởng. Hai là thu phục được nhân tâm con người, theo những con người vậy thì đặc biệt. Còn nếu như bây giờ con người này rất là có phúc đức nhưng mà họ quá già, vì cái thời gian mình vô mình học đạo với họ nó sẽ ngắn lại thời gian, và khi họ chết đi mà chưa có nhân sự cao thủ đứng lên thì chúng ta theo họ có khi chúng ta gãy gánh giữa chừng. Cái này là cái kinh nghiệm nè, hiểu không? Đó, đó, như vậy đó. Nên nhìn cái bề thế là phải nhìn ra là gọn và quy nhất thành một, thì cái nơi đó mình vô ở nó yên. Như chùa mình bị vô ở nó yên là vì sao vậy biết không? Vì cái nơi nó có quy tắc. Dù ở đây nó cũng có quy tắc, những đức mà chỉ chạy qua một cái gì không quy tắc là những đức xử lý liền, thấy không? Còn trên là hòa thượng đức cao vọng trọng nhiều năm, dưới là kế mình thì quyết chí làm việc rõ ràng, nên nội bộ rõ ràng, không ai dám ăn hiếp ai bậy bạ. Giỏi lắm chỉ có là ở phía sau tùy tiện chút, chứ ngoài ra cái chuyện ăn hiếp là không bao giờ dám, thấy không? Và thêm cái nữa là những đức không bao giờ cái chuyện nghe lời tầm bậy, không có bao giờ nghe lời tầm bậy. Nhất là những đức nói nữ bên cạnh những đức mà nói mà châm thọt là những đức không có nghe, mà những đức còn chữ. Nên mình là người đàn ông mà chứ là nghe người nữ nói vài câu ngọt ngọt mình nghe là mình thất bại chứ. Thí dụ như bây giờ một người đàn ông quản chùa mà người đàn ông này rất nhiều người nữ đi theo mà họ nói cái gì người này cũng nghe là mình vô đó mình khổ lắm. Vì cái người này dễ nghe lời người ta quá mình khổ. Làm sao mà người đàn ông này phải có cái chí sáng nhìn nhận được, nói cái gì không được nghe tầm bậy, vậy thì nó mới thành công. Nên cái buổi đi qua đây nói chuyện là quý vị biết vì sao mà nói những điều này nhiều không? Vì tổ chức mới. Hiểu chưa? Cái tổ chức mới. Rồi cái đề học là có phúc thì có phước. Là vì sao? Vì nơi này là nơi mới. Nơi mới là đây nè, nó mới dễ tạo phúc. Chỉ nói lên như vậy thì khắp nơi nơi người ta nhìn cái nơi này, người ta mới cúng dường chùa chiền xây dựng này kia, thì tự nhiên chùa này nó đã phát triển như vậy. Thì những người ở phương xa người ta cúng dường, người ta nhìn thấy người ta cũng phát tâm vui vẻ, hoan hỷ. Khi mà người ta thấy cái đồng tiền người ta bỏ ra mà mới đây nó hình thành ngôi chùa, rồi bây giờ lại nhiều người tu gì, thì cái tâm cúng của người ta sanh tâm hoan hỷ. Đó, hiểu không? Nó qua đây mà tại sao Như Đức nói những điều này nó nhiều gì vì nó mới quá. Để cho nhân sự mà người ta muốn ở đây tu luôn, các cụ già rồi muốn gì đang ở á, là biết cái quy tắc ở đây sống sao sao. Nó rất rõ ràng. Riêng chùa mình là quý vị biết rằng là một là một mình Như Đức chia sẻ Phật pháp, hai là đúng một điều niệm Phật, phương pháp tu chuẩn luôn. Vô đây ai ở đâu tu làm sao không biết, nhưng vô đây là phải giống hệt. Không có nói cái chuyện mà vô đây mà lãng quạng, vô đây mà muốn làm gì làm. Giống như bên kia bữa đó có hai người những đức tổ chức sinh hoạt mà họ ra đài Quan Âm, họ lại Quan Âm á nha. Họ ra họ bắt cái điệu lại Quan Âm, họ lên họ lại đó. Những đức ra, những đức nói mời quý vị đi về nhà lại. Vì sao? Giờ tôi đâu có lại Quan Âm thì quý vị không được lại.
làm ngược lại vấn đề, bước qua bên kia gặp một ông ngồi thiền, ngồi thiền mà có miếng vải buộc ngay cái đầu. Xong Nhật Đức bước ra, Nhật Đức nói: ông làm gì ngồi đây? Ngồi đây làm gì? Bắt mũi hả? Nó dạ con ngồi thiền định chút xíu. Nhật Đức nói: ông về nhà ông ngồi thiền, chùa này chuyên niệm Phật lễ Phật. Vớt một phát một giọt hết luôn, thấy chưa? Vì sao chùa mình mà ổn định được vậy, quý vị biết không? Ta quy nhất được, thấy chưa? Quý vị biết rằng có nhiều nơi người ta cái gì hay người ta cũng gom về, gặp ai giảng pháp cũng đem gì giảng, do gì không có giảng sư ở chùa. Còn chùa mình ở đây là nó giảng cư luôn đó, giảng sư. Mà vì sao mà nó nói giảng sư? Giảng sư là đi chỗ này chỗ kia giảng, còn tôi giảng cư là sao? Giảng cư là tôi ở một nơi. Cái gì cũng có lý của nó chứ giỡn đâu. Tôi cư cư là nhà tôi ở một nơi, chùa tôi giảng hoài vậy đó. Ai đến đây thì nghe, không đến thôi. Nên tôi là giảng cư. Hiểu không? Nó nên là quý vị đi giảng chỗ này đầu kia thì cái duyên của quý vị thôi. Tôi giảng chỗ à, giảng ở chùa hoài vậy đó. Ngày nào cũng lôi bà già ra giảng hoài. Nhưng Đức mà lên được ngày hôm nay là nhờ mấy bà già đó. Bây giờ mấy bà già ngồi đó, nhiều bà già bà gờ gờ đâu biết vậy đâu. Lôi bà ra, ngày nào mình cũng lôi bà già. Trời ơi, giảng viết mà lên luôn. Cái kiểu như văn ôn võ luyện. Lôi bà già ra giảng, giảng với thành cao thủ luôn. Giờ viết cái môn gì giảng cũng được. Giảng quá trời giảng luôn đúng không? Nó mà viết mà tao ào ào tao gì. Bởi vì đúng là cuộc đời như Đức cảm ơn mấy bà già thấy ghê. Cảm ơn mấy bà già chứ dễ mà hàng trí thức đang ngồi cho mình giảng trời là trời. Vậy mà mấy bà già mới ngồi nghe. Bà ngồi đó. Mình nói tá lả âm binh, ngày nào bà cũng ngồi. Vậy mà viết rồi lên luôn quá trời. Mình đúng là giảng cư thì đây. Ở đây văn tự mới ghê thì giảng cư. Đúng rồi, giảng cư. Cả đời quý vị nhớ nghe, gặp những Đức quý vị kêu ông giảng cư nghe. Ở chùa mình là giảng không dám đi đâu hết trơn á. Không, cả đời của Nhật Đức không bao giờ Nhật Đức có cái nguyện mà đi đâu mà giảng hết. Ở chùa không à. Nên quý vị thích là ở đây. Chùa rộng tên an là ở đây ở. Rồi chủ nhật rồi đến cộng tu là ở đây. Thấy không? Không mai mốt là chắc là năm nay chắc thứ bảy mỗi tuần chắc mình cộng tu ở đây đó quý vị. Thấy không? Ừ. Mở ra thêm chỗ nó đi. Trời ơi, mở chỗ nó ngon. Những Đức xin Hòa Thượng, Những Đức nói Hòa Thượng ơi, dí Quan Âm Hòa Thượng cho con mượn cái chánh điện Vạn Phật cho con giảng cho Phật tử nó vô người ta ngồi, người ta nghe. Tại cái chánh điện Vạn Phật của Hòa Thượng đẹp quá, xung quanh toàn là Phật vàng 24 không à. Cho người ta vô đó người ta hưởng được mùi vàng chứ. Nói vui vui vậy vậy. Hòa Thượng nói ừ, được. Thấy không? Tại vì chánh điện xây đẹp quá, mình phải vô mình tu rồi mình giảng pháp rồi cho nó quay phong lẫm liệt chút xíu quý vị không? Nó bây giờ thì các anh em bây giờ ở đây ta cũng thương Nhật Đức lắm. Các anh em huynh đệ em chùa mình giờ ở đây đồ đại ông Lâm ta thương Nhật Đức lắm. Tại vì ngày xưa mới qua anh em chưa hiểu nhau. Chứ cái tính Nhật Đức nhìn cái mặt thấy ghét. Mới gặp thấy ghét lắm, nói chuyện xạo xạo á. Ta ghét nhưng mà ta sống gần chứ ta thấy này sống lâu với nó cũng thấy thương. Thấy không? Viết ta thương quý vị. Nó làm thiệt nên viết giờ anh em ta thương lắm. Nó bây giờ qua đây giờ viết cũng gần gũi thoải mái lắm quý vị. Nên nói cho Phật tử yên tâm. Là ở đây bây giờ anh em nhau hòa thuận lắm. Anh em bên đây rồi giờ gặp nhau nói chuyện thôi. Giờ mấy ông làm được thì chúng tôi mừng à. Em Út mà làm được thì anh mừng. Nó, à, em cảm ơn anh đó. Thấy không? Anh em hòa thuận là ngon. Trời ơi, anh em hòa thuận là nhà có phúc quý vị ơi. Những Đức nói giờ hòa thuận như cha mẹ. Anh em mình phải hòa thuận. Cơ ngơ hòa thuận lớn gì, anh em mình phải cùng chung tay để mà xây dựng cho tốt. Anh em mình mà chung tay gì thì ai mà lấy được của mình. Của cải này là của anh em ta. Cái gì đâu. Đó, bây giờ cha mẹ già để của cải lại, anh em cùng kết hợp để mà mình coi của cải cho tốt. Riêng Nhật Đức để Nhật Đức nuôi người già chưa? Nhật Đức nuôi người chưa? Chùa hư Nhật Đức sửa chưa? Hiểu không? Chùa hư sửa. Con người thì Nhật Đức nuôi, Nhật Đức lo hết nha. Quan tài Nhật Đức chuẩn bị. Không mấy cái này Nhật Đức khoái làm lắm kìa. Dạo pháp tôi làm. Những mấy cái việc này tôi làm hết nha. Còn thí dụ như là mấy cái việc khác đồ, như thùng tâm bảo đồ thôi mấy anh quản lý giùm.
Tại vì tôi mà thùng đảm bảo mà tôi quản lý cái chừng tôi giảng pháp không được. Mấy anh này có cái việc của mấy anh, đúng không? Nhân sự bên ngoài đồ, mấy anh lo. Đúng không? Nó hay lắm quý vị, mình lo nhân sự nội bộ này kia, chùa chiền hư mình sửa. Anh em tự nhiên chung tay với nhau vậy nó hay lắm quý vị. Còn bây giờ mà kêu những đức mà nói mà dính vô thùng tam bảo nó kẹt. Thật sự mà nói dính vô thùng tam bảo ai cũng hỏi mình. Ai gặp mình cũng hỏi, nhưng hết giảng pháp. Nên đem cái khó này đưa mấy anh. Ôi trời, bao nhiêu năm nay Hòa Thượng ngày hộ trì những đức, quý vị nghĩ bây giờ những đức mới thấy. Càng cảm ơn Hòa Thượng, ngày xưa mình mới xuống mình nói thùng tam bảo giờ tháng nào cũng đưa hết chưa. Để cho mình thùng nào chứ. Sau này càng ngày càng hiểu trời trời. Thì ra Hòa Thượng này hộ trì mình quý vị ơi. Nếu mà thùng tam bảo này mà những đức cầm chìa phá đó, ai cũng hỏi mình nhưng viết hết giảng pháp. Nên Hòa Thượng này hộ trì mình thùng tam bảo tao lấy không à. Chứ nó có lấy cắt nào đâu mà tụi bay hỏi nó. Thấy chưa? Trời ơi mình thấy đặc biệt thấy ghê. Bởi vì từ đây về sau mình là thùng tam bảo cứ mấy anh em quản lý đi. Còn riêng mình để chúng mình nuôi cho. Vậy là được rồi. Anh em kết hợp nhau quý vị. Tự nhiên chùa chiền mà anh em Hòa Thượng nó vui cỡ nào trời trời. Thật sự mà nói đi tự nhiên gặp nhau là vui à, gặp nhau cười một cái à. Thích gì đâu á. Chứ còn nếu mà không thuận gặp nhau. Hoặc là quý vị coi cái cuộc đời nó khổ mà khi mà mình mà không thuận nhau đó quý vị. Tự nhiên mình thấy cái người nào đi đường đó phước phớt, mình đi đường này mình quẹo đường kia. Cái sống vậy nó mắc phước lắm. Thí dụ như mình gặp nhau mà đường đó mình đi xiết lại. Xiết lại là mừng á. Thí dụ như quý vị gặp như thế quý vị có tránh không? Không. Hiểu không? Trời ơi người ta gặp mình mà ta không tránh mới có phước. Chứ người ta gặp mình mà ta tránh đường khác là vô phước. Hiểu không? Nên bây giờ mình gặp nhau mình đi lũi thẳng nha. Lũi lại nha. Lũi lại. Hiểu chưa? Ôi ô nó sống gì nó tình cảm biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ quý vị ngồi đây đau chân một chút. Nhưng mà cái tình cảm con người mình đến với nhau nó quá nhiệt tình. Rồi bây giờ mình sùng sồn gì mai mốt mình cũng già. Dù chị Thư rồi mai mốt chị cũng già. Bây giờ còn trẻ nhưng mà mai mốt cũng già. Già rồi là mình vô đây. Mình tuổi già hữu hỷ bên nhau. Đúng không? Già mới hữu hỷ được nghe. Chứ bây giờ sùng sồn hữu hỷ không được đâu. Nên từ nơi đó. Nên bây giờ bởi vì mấy cái cô mà sùng sồn vô đây tu, mấy cô thấy không? Bao nhiêu năm biết nhau. Có bao giờ mà ngồi bên nhau hữu hỷ đâu chị Mai. Trời là trời. Không bao giờ nghe. Vô chùa là lo tu nghe pháp niệm Phật lễ Phật không à. Không bao giờ mà ngồi chung với Phật tử mà sùng sồn bằng mình mà ngồi chơi với nhau. Hoặc đi uống cà phê đồ, hoặc đi du lịch chơi đồ, không có nghe. Không có á. Nó chỉ là nghe pháp rồi đi về nhà. Nên mấy ông mà có vợ đi tới đây tu là yên tâm. Vợ mấy ông vô đây tu á, thêm thịt chứ không mắc miếng thịt nào đâu, đừng có sợ. Không, những đức nói cho quý vị biết chứ, những đức mà nuôi vợ của mấy ông ở ngoài đời là nuôi mập. Không bao giờ mà ốm miếng thịt luôn. Mấy ông nuôi còn ốm chứ tôi nuôi là mập. Thấy không? Tại mấy bà khỏe quá. Không bắt làm động móng tay nữa mà. Lấy vật chút đỉnh. Hiểu chưa? Đó, nên từ nơi đó mà tại sao mà người ta mà người ta vô người ta tu đồ này kia là tự nhiên người ta thấy vui yên tâm lắm. Tại sao quý vị? Vì người ta thấy nó an được là ngay cái chỗ là tất cả những ông đàn ông mà vợ vô đây tu ít ông nào mà nói này nói kia. Vì mình phiên vợ người ta hạnh phúc với người ta. Chứ mình không có kêu người ta bỏ nhà bỏ cửa đi tu cho. Những đức kỵ nhất là cái chỗ nghe. Nghe nói bán nhà bán đất mà vô chùa. Sợ vô này. Tại vì phải hiểu cho thông suốt nghe chợ. Biết rằng nhìn thấu là hay. Nhưng mà nhìn thấu chưa? Chưa nhìn thấu đây rồi mang tiếng mang tai chết. Hiểu không? Phật pháp là nó áp dụng cho mỗi gia đình, mỗi một con người. Chứ đâu có phải là ai cũng đi vô chùa hết đâu chợ. Chừng nào mình hoàn toàn mình đủ duyên dữ lắm mình mới đi vô chùa. Hoặc là cuộc đời của mình ở ngoài đời mình không làm ăn được một cái gì hết chứ. Thì cái duyên mình ở trong chùa mình mới vô chùa thôi. Chứ ngoài ra mà mình nói rằng bây giờ mà bán nhà bán đất, bỏ hết gia đình đi vô đây, coi chừng mình xảy ra vấn đề. Vô đây mình tu không được, mình về nhà một cái là người ta cười chế mình chết. Còn mấy bà già thì được, không có sao. Còn người mà người ta không có việc gì, người ta vô đây cùng nuôi người già với mình thì được. Đó là những việc những đức nói cho quý vị nghe. Để cho cái ngôi chùa mới này khi nhận người là toàn là những người hiểu biết và phát tâm để về đây ở. Nhớ. Thôi hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi quý vị. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công
đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nên chùa mình vừa nghe chia sẻ Phật pháp xong, niệm Phật lễ Phật rồi phóng sanh, mình cũng đi thực. Quý vị biết rằng mỗi người mình còn sống gì, mình đã dính mắc cái chuyện ăn ngủ. Khi chết đi thì người ta cũng dính mắc cái chuyện ăn uống. Nên khi mà mình cúng kiến gì mà nhờ cái đạo tràng niệm Phật mà mình cúng á, thì người ta hưởng được cái hương vị nó rất là cao. Mà khi mình cúng lần người ta hưởng cái người ta no thời gian lâu lắm. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai hoặc là mình đi tu, mình thắp mấy nén nhang trên bàn thờ ông bà, mình nói ngày mai con đến chùa đó con tu vậy đó, cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ người thân vô siêu thoát, hương linh thai nhi hay dùng đất này, hay là thần linh hay thổ địa thần hoàng, chúng ta nên đi tu chung đến ngôi chùa đó mình tu, để mà mình hưởng tài thọ thực, rồi thêm công đức niệm Phật phóng sanh, mình được hồi hướng, đó là cái công đức rất là lớn. Nên mình thắp mấy nén nhang vậy, cái mai mình đi tu, người ta đi tu theo với mình. Mình nói một câu rằng là bây giờ đi đến đó tu, muốn ở thì ở, còn muốn đi về nhà lại thì về. Đối với hương linh mình phải nói thòng vậy thôi, chứ mình đừng có kêu lỡ đây ở đây đi nghe, là tự nhiên người ta nghe người ta sợ, người ta không chịu đi. Tưởng đâu đi đến đây mình bắt người ta đây luôn, người ta đâu có chịu đâu. Nhưng mà khi đi đến đây người ta thấy người ta thích quá, cái người ta ở. Như có những người mang nghiệp phá thai đi hương linh thai nhi, về đây thấy chùa đẹp quá, hoa đồ cây đồ mát mẻ, tự nhiên cái hương linh thai nhi người ta về người ta ở đây. Vì mỗi ngày được cúng thí thực, rồi tụng kinh niệm Phật, rồi tu hành nghe pháp đồ, nghe viết rồi tâm nó giải thoát. Nên tất cả những người quán thân trái chủ mà đi theo chúng sanh để đòi nợ hay hương linh thai nhi, chúng ta về chùa nghe pháp rồi Đức Phật dạy là quan gia nên giải không nên kết. Thôi bây giờ mình buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi, mình quyết chí mình niệm Phật, nương vào bổn nguyện niệm Phật để mà sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc thì không còn khổ nữa. Còn theo cái người thế gian này mà đòi nợ là khổ đời đời kiếp kiếp, đọa lạc chầm lưng thôi. Từ hôm nay chúng ta buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, từ thực biên tập phương những thiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiên, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngộ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến tập phương nhật tiên hồ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiên, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng hồn chung ngã kim ti nhự cung, từ thực biến tập phương nhất tiết cô hồn cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án lục lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh ơi, thai nhi vì nghiệp quá thầy ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện
sanh. Cõi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là đặc biệt thù thắng. Nên gia đình nào mà chúng ta ăn chay phóng sanh là tự nhiên gia đạo chúng ta càng ngày càng bình an. Còn tính tình ai mà nóng giận sân si thì mình ăn chay phóng sanh từ từ, tính tình mình nó đỡ sân hẳn, khó tính. Nên quý vị biết rằng về đây tu có nhiều cháu nhỏ đó, có khi nó lớn lên nó có thể là đứa con mà bất hiếu lắm đó. Nhưng mà đi đến đây nghe pháp niệm Phật, cái cháu sau này lớn lên nó chuyển cái nghiệp đó, tự nhiên nó trở thành đứa con có hiếu. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này của toàn thể đại chúng, chúng ta nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cho Ngài có sức khỏe và hồi hướng cho toàn thể đại chúng. Và gia quyến của quý vị thân tâm thường an lạc, được pháp Bồ Đề Tâm, niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức, chết ngoài đường đâu đó, đều được hồi hướng công đức này. Quý vị đừng nên làm cô hồn mà giật xe khổ người ta, hoặc bẻ tay lái xe người ta, thì khi người ta chết như vậy mình vẫn mang cái nghiệp quả và mình bị đọa lạc rất là khổ đau. Thôi bây giờ có cái đạo tràng tu ở đây, niệm Phật mỗi ngày gì, và có cúng thí thực, chúng ta nên đi vào trong đây để tu hành, để niệm Phật, để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta hôm nay làm lễ phóng sanh. Bây giờ đọc tam quy y cho tất cả những con chim này: quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và bình an nha. A Di Đà Phật. Mời toàn thể đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. A Di Đà Phật.